Tài năng thiên bẩm của em là gì? Tiền nhà không thiếu, sợ người yêu, bóng rổ siêu đẳng, 10 chấm tất cả các môn, đặc biệt là IELTS, ông hoàng ngoại giao. Cái quan trọng nhất là em cũng hết rồi. Góc cạnh không có chết, lướt ngang qua các em lại khóc thét, bọn anh toàn sẽ có mấy thằng khác chỉ không thôi. Bọn anh thích ăn gì anh trả lời chứ còn là ăn chiều. Tài năng thiên bẩm của em là kiểu vạn quốc tế chị ạ. Là gì? Có khả năng là bốc vác rất là tốt, có khả năng giao tiếp bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Em biết nói nhiều thứ tiếng như kiểu tiếng Anh là hello, tiếng Pháp là bonjour, tiếng Thái là sawadika, tiếng Hàn là annyeong. Tài năng của em là ăn gà rán không biết mệt ạ. Còn em thì sao? Tài năng thiên bẩm của em là để ra tiền để cho bạn ấy ăn gà rán đó. Trong ghi đàn vừa rơi, không hoàn nào rơi nhầm chỗ, chơi cây nào, đổ cây đấy.